Do thần. Rồi, xúc quân Summerian tiếp đến từ gặp rượu xi măng xăm xeng con đơn mình. Bên kia là Summin. Đây là mình mới có một game thủ xi măng. Bài mà tôi đang thấy một con voi. Hy vọng là đôi con này nó đúng định luật. Summer đôi voi, gỗ đầu bảy là một cây gần. Lạnh hoạch cho to đi hoạt đi nhá. Đôi voi nào. Đôi voi đúng định luật mà. Summer mặc định là đôi voi rồi. Dừng đây luôn. Không phải đi dò dỗ dỗ dỗ. Summer không ngán. Tôi tưởng là đúng là đây người ta gọi là thiên đường có lối không đi này. Đĩa cũng không lối thì đâm đầu vào. Đang sống yên, sống đẹp thì lại lao đầu vào chỗ chết. Cứ ngoan ngoãn mờ gặm cỏ thôi, đánh cả thịt người. Gặp đúng dân Summer, loại dân chỉ. Ngoài đôi voi thì chưa thấy cái gì cả. Tiêu đầu quả phụ ở đâu? Đây rồi, thêm một voi nữa. Bài nhất là hiện tại là còn có 3 voi. Cái bài này xi măng đánh cung hay anh chém đây? Vì mình có một con sen và ép đời tốt trong map la này, nhưng mà map dùng trong đế chế này. Thêm rồi, rồi 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 ơn rồi ơn rồi, hàng về và 5 voi cho nó mát, thèm khát gì đâu. 5 voi quả phụ mắc bình công nghệ. Chúng ta đảo qua Sabian Show một tí em sao nào. Đây là xe của Show, bãi quả hai bọn gần yêu đầu bài mắc bình tiếp. Hai bài bên mình đều là bãi bình. Theo này mày lại chém đi. Bà số khỏe lắm. Hai voi hiêu thiêu 7. F23 dân 24 dân, khả năng 25 dân. Nhà 2 dân 24 dân kích đều luôn 708. Ở bài này nếu mà phải tôi F23 dân rồi. Còn nó phũ phàng. Nhìn cái vạch nhảy đời đôi bạn đã thấy hãi rồi. Đóng S2 luôn. Mày thừa giấy vẽ voi à? Đi rớt con voi, đi rớt con voi, rớt con voi. Con voi ngoan thế nhở. Con này không làm chạy đứng yên này. 708, 908 lên xong một bài thế là 930. Rồi. Giò công tác đầy đủ, mắc binh. Bãi vàng này tôi cảm giác hơi xấu. Có bãi vàng trên kia có ăn được không nhỉ? Bãi vàng trên kia có đẹp không? BB. Hay là bàn 24 cung, 24 dân đánh cung lên đời sớm. Summer, 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 Summer. BA luôn. Vậy là ao số bà đánh cung 23 dân. Đời 939. Không sai dự đoán một tí. Và bên kia chưa ai nhảy đời, cả bên mình là người lên đời sớm hơn. Dễ hiểu thôi, bài mà toàn 5 voi mấy đôi voi về nhà chính thì cái việc lên đời sớm là việc rất bình thường, rất dễ hiểu.
T xin ra đấy luôn. Mục tiêu sẽ hướng xuống góc 6 giờ. Cần phải ép thêm gỗ, những bài này cần phải ép thêm gỗ. Thì bãi quả thì còn rất nhiều quả, rất nhiều cây để chưa ăn. Quả đầu cũng còn. Đây rồi, gặp nhau vào 6 Alonso. Vâng, TT và Alonso, hai người em đến từ Nam Định. Đối đầu với nhau. Vâng, đang vác rất nhiều dân đây quẩy. Đây, người nhà chính của màu 6 luôn. Chưa thấy đâu cả. Chạy đâu mất rồi ạ. Đấy rồi, bây giờ mới đang dân bàn đến từ game thủ. Game thủ TT và đây rồi, T đến đây một. Một giò một T và chơi thẳng bãi vàng này luôn. Mi Hoàn không có vàng thì Mi Hoàn sẽ phê. Nó không có chơi cái gì ngoài con Mi Hoàn này, ngoài có vàng ngoài vàng cả. Vâng, có giò đang rào đang muốn thủ cái con bãi vàng này. Rồi một giò một T đang ngoáy, con giò này không thở được. Lên đời xong xi măng. Kích banh xe và hai lần đều. Vâng, chưa ăn được vàng đến từ người cầm Mi Hoàn này. Vâng, thích thì cho họ đóng ép được. Cùng lờ xô sắp lên đến nơi rồi, mà kích 9 mà. Và con tê xô vẫn đang sống. Và con sống khỏe sống đẹp, tuấn làm luôn con giò. Và mất giò đến từ màu 6. Và bắt giò bắt tê. Và mất con giò rồi. Và một tên bị đốt mù mất mắt. Và hai lờ anh sẽ siêu đều đến từ xi măng. Lực ăn hoàng là có. Được rồi, màu 3 như đang khung tại nhà rồi. Chúng ta cùng xem Alonso thôi. Xem chết chết được nhà ông này chưa. Ông này còn vàng nào được không. Xe liên tục ra khi tham đến ở bên liên tục. Xem tham ra là 40 rồi, là 40 rất đều. Đây là bãi gỗ thì phải. Khả năng đây là bãi gỗ cao. Không, vậy đây không có bãi gỗ chỗ này. Có gì luôn, bốn tư cung vào thẳng nhà màu 3 không. Xi măng đang bài hai lửa rất đều đấy. Đấy rồi, Alonso đến đây rồi. Rất đông lạc đà này, thứ còn gì để chăn trở đấy nhỉ. Vẫn đang rất cố gắng để dồn thứ thủ nhà trì trạc bên trong. Vào không. Có 3 tư cung lửa đang dí đây. Tham là 152 xe nhá. Vâng, hàng dần này chỉ ăn cái xe thôi. Cắt hết cung lửa ngoài này, nó đi xa từ thứ rồi. Thế là dễ đánh hơn bên mình. Khi mà TT không ăn được vàng. Và vẫn đang 250 vàng này.